phần thưởng. Muôn loài sống được là nhờ ăn uống, loài người cũng vậy, loài người tồn tại cho đến ngày nay là nhờ ăn uống, nhờ ăn gạo lứt và ngũ cốc. Tiên sinh Osawa đã đưa ra 3 nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản và đơn giản: có ăn mới sống, có ăn mới hoạt động được, làm việc, suy nghĩ, nói năng, không ăn thì chết. Như thế, ăn uống là phần thưởng thực sự. Thực phẩm tạo ra cơ thể con người, thực phẩm đã tạo ra máu huyết tạo ra tế bào tạo ra các cơ quan tạo ra cơ thể chúng ta. Khi cơ thể được nuôi nấng bằng thực phẩm tốt thì chúng ta có sức khỏe tốt và phát triển trí tuệ. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải chọn thực phẩm đúng. Thực phẩm đúng là thực phẩm thuận với tự nhiên, do tạo hóa ban tặng. Tạo hóa rất công bằng, tạo hóa ban tặng cho mỗi loài một loại thức ăn riêng, như loài bò được ban cho cỏ, loài cọp được ban cho thịt và loài người được ban cho gạo lứt và ngũ cốc. Tạo hóa là đấng có quyền năng tối cao đã ban tặng thứ gì loài người và vật phải thọ nhận cái đó, không được làm trái. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Đó cũng là lý do không ai có thể giải thích được vì sao loài người ăn gạo lứt và ngũ cốc, tại sao loài bò ăn cỏ và tại sao loài cọp ăn thịt. Các loài động vật khác thực hiện rất nghiêm túc việc thọ nhận này, trong khi đó loài người hiện nay không nghiêm túc, thường ăn xâm phạm loài thức ăn của người khác. Tạo hóa ban thức ăn cho loài đó thì tạo hóa cũng tạo luôn hệ tiêu hóa phù hợp. Hệ tiêu hóa sẽ chuyển hóa thức ăn đó thành đầy đủ chất bổ dưỡng để cung cấp cho các cơ quan của cơ thể mà không cần ăn thêm thức ăn khác. Việc quan trọng của chúng ta là chọn đúng thức ăn cho chính mình, như là một phản ứng tự nhiên gọi là bản năng. Bất hạnh thay cho ai đó mất đi bản năng chọn thức ăn đúng. Những người theo thực dưỡng là những người ăn uống và sinh sống thuận với tự nhiên, lấy gạo lứt và ngũ cốc làm thức ăn chính. Họ sống thuận với tự nhiên, tức họ muốn tìm đến chân lý. Họ muốn thấy chân lý, họ phải giữ cơ thể quân bình bằng thức ăn quân bình, không thiên lệch về âm hoặc về dương. Chân lý luôn hiển lộ mọi lúc mọi nơi, nhưng cơ thể của mình không đủ trong sạch, không đủ quân bình để nắm bắt. Sự thiên lệch luôn che lấp chân lý, không phải ai theo thực dưỡng đều đạt được điều này. Đây là một quá trình hàm dưỡng một cách bền bỉ và nghiêm túc. Nhưng dù sao đi nữa, khi đã hướng mục đích của mình đến chân lý, thì họ sẽ đạt đến đó không sớm thì muộn. Muốn tiếp cận được chân lý thì mọi hành động của chúng ta đều phải đúng, thuận tự nhiên. Ăn là một hành động, nên ăn cũng phải đúng, tức ăn gạo lứt và ngũ cốc. Còn một điều gì mà làm không đúng thì chúng ta khó thấy được chân lý. Phần thưởng lớn nhất là thấy được chân lý. Lúc đó chúng ta mới thực sự biết được chân hạnh phúc là gì, sự thật là gì, vô minh là gì. Đức Phật dạy, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Muốn có sức khỏe phải nuôi thân bằng gạo lứt và ngũ cốc, thức ăn đúng. Muốn có trí tuệ phải hàm dưỡng tâm đúng. Thân và tâm có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau. Nuôi thân cũng chính là dưỡng tâm và dưỡng tâm cũng chính là nuôi thân. Ăn uống để khỏe mạnh, để thăng tiến tâm linh là phần thưởng, nhưng ăn uống để bệnh tật, để đưa xuống địa ngục khổ đau là hình phạt. Ăn uống đúng không những giúp chữa được bệnh thân mà còn chữa được bệnh tâm. Người thực dưỡng ít khi có bệnh đi nữa là những bệnh nhẹ và ở giai đoạn ban đầu như đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi. Họ chỉ cần điều chỉnh ăn uống trong vài ngày là các bệnh này biến mất. Như thế thì làm sao bệnh đi đến giai đoạn mãn tính và năng y được. Còn những bệnh tâm như tham lam, ích kỷ, nghi ngờ, sân hận, ngạo mạn sẽ giảm đi đáng kể và có thể không còn nữa nếu giữ được cơ thể quân bình âm dương bằng gạo lứt và ngũ cốc. Thân nhẹ nhàng thư thái sẽ giúp tâm an lạc vui vẻ, và ngược lại, ăn uống đúng không những thay đổi được thể xác mà còn thay đổi được tâm hồn của mình. Tuy cơ địa mỗi người mỗi khác, nghiệp quả cũng khác, không người nào giống người nào, không có hai vật giống nhau hoàn toàn theo vô song nguyên lý, nhưng cũng có các hoạt động giống nhau, đó là tất cả loài người đều thở oxy và tất cả đều ăn gạo lứt hoặc ngũ cốc là chính. Tất cả các loài động vật đều khác nhau về thức ăn và hình dáng, nhưng đều giống nhau là thở oxy. Trong âm có dương và trong dương có âm, không nên dựa vào quan điểm cơ địa mỗi người mỗi khác để đi tìm nhiều thực phẩm khác nhau đưa vào miệng, mà rơi vào cái bẫy ăn uống, rơi vào biện hộ cho việc ăn uống sai trái của mình. Cơ thể là anten giao tiếp giữa chúng ta với thiên nhiên. Anten nhạy thì sự giao tiếp với thiên nhiên càng rõ ràng. Ăn uống là quá trình thu nhận năng lượng từ thiên nhiên. Cung cấp năng lượng đúng thì anten mới làm việc hiệu quả. Cơ thể mới giao tiếp thông suốt với thiên nhiên, tiểu vũ trụ mới hòa nhập được vào đại vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh cửu của tiên sinh đưa ra là gì. Thức ăn không những cung cấp dưỡng chất mà còn cho chúng ta sự ngon miệng, tức cho ta niềm vui là phần thưởng. Ăn ngon miệng là biểu hiện bao tử tốt và hệ tiêu hóa tốt. Ăn ngon miệng cũng là biểu hiện cho sức khỏe tốt và là một trong 7 điều kiện sức khỏe của tiên sinh Osawa đặt ra. Không người nào sống mà không ăn uống. Tuy nhiên ăn uống cũng làm tổn hại sức khỏe, chẳng hạn ăn thịt cá có thể gây bệnh gút, rượu bia gây các bệnh về thần kinh. Quan trọng là lựa chọn thực phẩm đúng để ăn uống trở thành phần thưởng mà không trở thành hình phạt. Ăn uống là hình phạt. Tất cả mọi loài đều phải ăn uống để sinh tồn, đó là ấn định của tạo hóa. Con người cũng không tránh khỏi ấn định này, phải ăn. Như vậy, ăn uống là hình phạt chăng? Ăn uống có thể là hình phạt. Có phải con người đến trái đất là để nhận lãnh hình phạt ăn uống?
con người khắp nơi trên hành tinh này phải vất vả suốt đời để kiếm cái ăn cái uống dù giàu hay nghèo. Cảnh thiếu ăn đói khát hiện đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Nạn đói đã hoành hành và cướp đi nhiều sinh mạng theo dòng lịch sử. Sáng mở mắt ra là nghĩ ngay đến việc ăn. Sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, nấu như thế nào, mua thứ đó ở đâu. Nhiều việc cần phải giải quyết cho việc ăn. Không có người nào mà không lo việc ăn. Không có tổ chức nào mà không có bộ phận lo việc nấu ăn. Không những ăn ngày 3 bữa sáng, trưa, chiều, mà còn bữa lỡ, bữa xế, bữa tối. Vui cũng ăn, buồn cũng ăn, việc ăn chiếm một phần thời gian đáng kể của chúng ta. Ai ai cũng phải cố gắng làm việc. Người giàu mà không phấn đấu cũng bị sụp và đói khát sẽ đến. Người nghèo không làm sẽ không có ăn là lẽ đương nhiên. Nhưng người giàu cũng phải làm, và làm còn nhiều hơn người nghèo. Nếu không tiếp tục làm sẽ không giữ được sự nghiệp và tài sản. Quy luật cạnh tranh rất là khắc nghiệt. Quy luật đào thải không chừa một ai, mọi vật đều biến dịch xưa nay là thế. Ăn càng nhiều thì thọ lãnh hình phạt càng nhiều. Ăn nhiều là ăn nhiều thứ, nhiều món, ăn số lượng nhiều. Người ta chết vì ăn nhiều, chết vì tham ăn, chứ không ai chết vì ăn ít cả. Ăn đến độ mà trúng thực gây nguy hiểm cho cơ thể. Nhiều người mang bệnh béo phì rồi mà vẫn không ngăn được việc ăn nhiều. Các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, tim mạch, bệnh gan, thận, phổi, lác lách, bệnh bao tử đều có chung một nguyên nhân gây bệnh là ăn nhiều thực phẩm không đúng đắn trong một thời gian dài. Kể cả những người mang bệnh tâm như là ngạo mạn, tham lam, ích kỷ, đố kỵ cũng đều do ăn uống không đúng đắn trong thời gian dài gây ra. Vậy mà họ vẫn không ngăn được việc ăn mà gây bệnh trầm trọng thêm nữa. Nhiều người phát biểu tha chết chứ không kiêng ăn. Thật là những con người không biết tội lỗi là gì, không biết tri ân là gì. Đến lúc nguy kịch thế này mà họ vẫn còn dương cao tính ngạo mạn, sự vô minh tột độ của mình. Những người này không thể thoát khỏi hình phạt bệnh tật. Dù có chữa hết bệnh lúc này, nhưng lúc khác họ vẫn tiếp tục vi phạm là bệnh trở lại. Đó là lý do tại sao bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Bệnh viện thì mọc lên như nấm, nơi nào có bệnh viện càng nhiều thì nơi đó sức khỏe càng kém. Thực tế khi thức ăn không đúng, cơ thể báo hiệu ngay qua việc ói mửa, tiêu chảy, mệt mỏi. Không những chúng ta bỏ qua những cảnh báo này mà còn dập tắt chúng bằng cà phê, thuốc uống, thuốc lá. Khi mệt mỏi và đầu óc lơ mơ xuất hiện là lúc cơ thể bật đèn cảnh báo, phải cho cơ thể nghỉ ngơi điều chỉnh lại thức ăn. Vậy mà nhiều người làm ngược lại bằng cách uống cà phê để tạo hưng phấn giả và tỉnh táo ảo. Đây là một trong những nguyên nhân làm công suất làm việc và khả năng sáng tạo không cao bằng người khác. Bằng chứng là gần đây báo chí đưa tin 15 người Việt Nam mới làm việc bằng một người Singapore. Đọc tin này là người Việt, chúng ta có buồn, có suy tư gì không? Nhìn lượng cà tiêu thụ hàng ngày sẽ biết được sức khỏe nơi đó đang báo động như thế nào. Ngày này đến ngày khác, chúng ta làm công việc dập tắt các cảnh báo như vậy thì làm sao cơ thể không mắc bệnh nan y? Ăn ngon miệng là một cái bẫy. Cái bẫy này nguy hại vô cùng nếu không biết cách tránh né nó. Bị cái ngon miệng dẫn dụ nên nhiều người rất thích ăn, ăn rất nhiều, ăn nhiều thứ. Dựa vào cái bẫy này mà người ta chế biến ra nhiều món để dẫn dụ mình. Món này có vị này, món kia có vị kia, món khác có vị khác. Món thì ngon kiểu này, món thì ngon kiểu kia. Càng ngon thì ăn càng nhiều, nạp càng nhiều những chất không cần thiết và độc tố vào cơ thể, gây nguy hại cho sức khỏe con người. Ăn ngon hóa ra là một tai hại khôn lường. Thức ăn của loài này là độc tố của loài khác. Không phải thực phẩm nào cũng tốt cho sức khỏe con người. Có những món ăn vào làm mất mạng ngay, có những món ăn vào một thời gian sau mới làm mất mạng, có những món ăn vào gây ra bệnh tật. Trong tự nhiên cũng vậy, loài nào có thức ăn đó. Loài này ăn xâm phạm đến thức ăn của loài khác có thể gây mất mạng. Ví dụ con bò ăn cỏ thì sống, nhưng ăn thịt và ăn lá sầu đâu, lá xoan thì không thể tồn tại được. Nhưng thịt lại là thức ăn tốt của loài hổ, của loài báo. Lá sầu đâu là thức ăn khoái khẩu của loài dê. Thiên nhiên rất rõ ràng và công bằng. Biết điều này để chọn đúng thức ăn cho mình và biết ăn để tồn tại hay ăn để diệt vong. Ăn thực phẩm không đúng là tự làm rối loạn hệ tiêu hóa, tự làm nhiễm độc cơ thể. Khi hệ tiêu hóa rối loạn thì hệ tiêu hóa không thể chuyển hóa thành thức ăn, thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể được. Thiếu chất bổ dưỡng lâu ngày sẽ làm suy kiệt các cơ quan khác trong cơ thể, gây ra bệnh. Ông bà mình đã nói, mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ hệ tiêu hóa, hãy dừng việc làm hại cơ thể bằng thức ăn không đúng. Có những thứ là chất thải bỏ đối với loài này, nhưng là thức ăn của loài khác. Nhiều thực phẩm dư thừa hoặc ôi thiêu của loài người lại là thức ăn ngon của những loài khác, như chó, mèo, heo, chuột. Phân của loài này là thức ăn của loài khác. Nhìn thức ăn ta biết đẳng cấp của từng loài. Thức ăn giúp não bộ phát triển, não bộ càng phát triển thì đẳng cấp càng cao. Những loài có não bộ kém phát triển, hệ thần kinh kém phát triển thường ăn những thức ăn ở bậc thấp. Như vậy, loài có đẳng cấp cao hơn mà ăn thức ăn của loài có đẳng cấp thấp hơn thì sẽ bị tụt hạng về đẳng cấp. Biết được điều này, chúng ta tránh những thức ăn bậc thấp gây hạ thấp đẳng cấp của chúng ta. Thức ăn của loài người là gạo và ngũ cốc xưa nay vẫn thế. Dù ăn uống là hình phạt thì chúng ta cũng phải chấp nhận thi hành án đúng đắn để được trả tự do.